Thì cái vô lăng điều tốc là gì? Đây, anh em có thể lại đây. Khi mà chúng ta sử dụng cái vô lăng điều tốc này, chúng ta có thể chủ động điều chỉnh được cái vòng tốc độ quay của quả lô ép lên ống ép. Thì ở đây là cái điều tốc tôi vừa nói là tôi đang để cái tốc độ chậm nhất. Thì anh em xem nhá. Đấy. Anh em quan sát cái vòng quả lô này. Đấy. Đó, như này là nó tương đối là chậm anh em ạ. Đấy. Đấy. Và bây giờ tôi sẽ điều chỉnh cái tốc độ của cái điều tốc sang tốc độ nhanh hơn. Đấy, anh em xem nhá. Ví dụ bây giờ tôi bật đang chậm để chậm nhá, và tôi sẽ quay cái vô lăng thì anh em quan sát xem là cái vô lăng này nó có quay nhanh hơn không nhá. À, cái vòng lô quả lô này nó có quay nhanh hơn hay không nhá. Đây, bắt đầu tôi bật và tôi sẽ điều chỉnh luôn cả cái điều tốc này. Tôi đấy. Sẽ quay sang chiều tăng này và anh em sẽ quan sát cái quả lô ở đây xem có nhanh hơn hay không nhá. Rồi. Đấy. Đấy, đây là tốc độ chậm nhất anh em nhá. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu xoay vô lăng này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, tốc độ của quả lô nó nhanh hơn chưa? Đấy. Đấy. Đấy, tôi đang xoay vô lăng nha các bác. Em qua đêm xoay. Đấy. Chờ quay cái thằng này. Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó, anh hơn rất là nhanh hơn đúng không ạ? Đấy. Đấy. Ok. Thì ở đây cái vô lăng điều chỉnh tốc độ nó có tác dụng gì? Có nghĩa là ở đây là khi mà các bác phun lên tầng 4, tầng 5, tầng 6 chẳng hạn, thì chúng ta có thể tăng tốc độ vòng quay của quả lô này, thì tốc độ nhanh hơn thì nó sẽ ép liên tục hơn và nó sẽ đẩy lên cao hơn cho các bác. Còn khi mà chúng ta phun tầng 1, tầng 2 thì chúng ta không cần thiết để tốc độ nhanh như vậy, và chúng ta giảm cái tốc độ đi, thì như vậy thì chúng ta có thể bơm lên tầng 1, tầng 2 thoải mái. Và khi mà cái tốc độ vòng quay của quả lô chậm đi thì nó sẽ giúp cho cái ống ép của chúng ta bền hơn. Đấy, bền hơn rất là nhiều. Thì ở trên thị trường ấy, hầu như là các máy phun vữa đều chỉ có một tốc độ, nên là cái việc mà thường chúng họ sẽ để một cái tốc độ gọi là trung bình, hoặc có thể là để tốc độ nhanh. Thì đấy, như vậy thì khi mà phun cao thì yếu, mà khi mà phun thấp thì lại thừa, nên thành ra chỉ có một tốc độ ấy thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái ống ép này rất là nhiều, và nó ma sát nhiều ấy. Đấy, thì là nó sẽ nhanh mòn ống ép, thì không thể chủ động được. Phun thấp phun cao chúng ta không thể chủ động được, nhưng mà chúng tôi ở đây là máy Sotado thì hoàn toàn là có thể chủ động được cái việc đấy. Đó, Sotado máy phun vữa số 1 Việt Nam.